Xin qua kính chào cả nhà nha. Hôm nay mình sẽ làm món cơm chiều nay vợ con mình ăn cả nhà ơi. Rồi, mít chín thì cả nhà mình mới bẻ ăn trái cả nhà ơi. Rồi. Cây kia chết cả nhà ơi. Ủa ơi, thơm ghê quá nhà ơi. Mít chín cây thơm cả nhà ơi. Rồi, giờ mình vô mình làm hết cả nhà ơi. Rồi bây giờ mình về nó con về ăn cả nhà ơi. Bắt tay vào việc thôi cả nhà ơi. Cây bữa ăn được 2 năm ở chết cả nhà ơi. Ủa ghê. Cây này cũng mấy năm rồi nha. Thơm ghê quá nhà ơi. Kế nhỏ nhỏ quá nhà ơi. Cây này cũng mới ra trái rồi nha. Mít thái cả nhà ơi. Mít siêu sớm. Rồi, giờ tay vô làm việc thôi cả nhà ơi. Mít cho nó cọp quá nó lạnh cả nhà ơi. Thơm ghê quá nhà. Cây. Rồi, tay làm việc thôi. Giờ con về ăn cả nhà ơi. Nay mình sẽ làm tép nữa cả nhà ơi. Tép nước chua thơm vợ con mình ăn cả nhà ơi, với chắc là cái ít cái hành xào của nhà nhiều lắm, cái mấy tép được đó, chiên cái hầm tông chấm mắm mè cơm của nhà ơi. Chiều nay mình cho vợ con mình ăn mấy món ở nhà quê nha cả nhà ơi, xong nước có gì ăn đó cả nhà ơi. Cá hầm tông chiên bột chấm gầm nó có mè chấm cả nhà ơi, cơm như là mình sẽ lấy đậu que mình xào mấy tép xào đậu que nữa cả nhà ơi, ăn chua tép rồi đơn giản vậy thôi cả nhà ơi. Rồi chiên cá thôi, bị nước úc nữa cả nhà ơi. Chở rồi cả nhà. Rồi cái anh tôm chiên bột cả nhà ơi. Để bột hẳn rồi. Chiên nó giòn chấm nó có mè cơm cũng ngon đó nhỉ. Rồi chờ đỡ thôi cả nhà ơi. Vàng ngon hơn cả nhà ơi. Rồi vớt thôi. Vớt bỏ gỗ nó gáo dầu cả nhà. Nó me chấm cả nhà ơi. Út ăn này cũng khoái ăn cả nhà. Này ngon cả nhà ơi. Tôm ra xong vô ới cả nhà ơi. Bỏ vô chiên thôi. Rồi, rồi đợi tiếp thôi. Cả nhà ơi, giờ anh bị đặt nồi canh chua lên cả nhà ơi. Rồi, tắt lửa thôi. Rồi nín luôn cả nhà ơi, ngon lành luôn. Rồi, vớt ra cho nó ráo dầu cái bỏ lên ăn nha cả nhà ơi. Vậy nè. Cái hầm tông mà hết bài luôn cả nhà ơi. Mình gẫm luôn á. Rồi đặt này canh chua thơm bên đó. Rồi, quá trời ngon luôn cả nhà ơi. Phi tỏi á, canh chua. Đây. Nè, giờ mình gọi mấy con bự ghim hôm nay nó giúp cơm cơm cả nhà ơi. Đi khỏi xào ấy hả? Rồi, giờ lấy cái mình bỏ tỏi phi vô cả nhà ơi. Tỏi giờ mình phi sẵn rồi nè. Chế miếng dầu vô cho tỏi vô à. Rồi. Thì bỏ tép trước là thơm chút đây. Gì trước cũng được đó. Hai cái thì xào hết rồi. Xào xong chín nước vô to lên là chín thôi. Thơm. Hai cái thờ hết bỏ nó vô xong rồi xả cơ bỏ thơm vô. Quá trời quá đó. Canh này nhập tiệm luôn cả nhà. Quá trời tép cả nhà. Mùa này tép dữ lắm cả nhà ơi. Ngày nào cũng có. Dở lên cái giòn lên cả nhà.
Rồi, cho thơm luôn cả nhà ơi. Rồi cho nước cho thôi. Rồi, xào quá xíu sắc xăng này cái mình cho nước cho thôi cả nhà ơi. Vậy có dùng thôi. Đơn giản cả nhà ơi. Vàng hay không nhà nó vàng lên nè. Tép này nó mau vàng cả nhà ơi. Từ nó vàng cho nó. Rồi. Cho nước cho thôi cả nhà ơi. Mà canh này đặc sâu quá cả nhà ơi. Canh chua. Mới xốp chấm cá nè cả nhà ơi. Mắm me chấm mà Út chơi kỳ vậy hả? Út làm Út Út chấm hả? Vậy tôi mới tắm rửa xong cả nhà ơi. Trời nó canh chua nữa rồi. Dọn ăn thôi cả nhà ơi. Đó, cá chiên xong rồi. Ngon cả nhà ơi. Từ rồi. Béo dữ rồi nhà con. Như vậy cơ mà. Nó là mắm mắm me canh đặc kẹo tép luôn cả nhà. Rồi chờ đợi thôi. Rồi mắm me nữa chấm cá nữa là xong cả nhà ơi. Rồi dọn lên sơ thôi cả nhà ơi. Bỏ cho ông ơi ăn cay được không? Mới chở cho được cả nhà cho nó ngon. Ớt vô nữa là vậy nên là ngon lành cành đào cả nhà ơi. Chấm cái hồng tâm mắm me cả nhà ơi. Rồi tắt rửa thôi cả nhà ơi. Vậy được rồi, tắm rửa dọn ăn thôi. Rồi dọn lên dùng với gia đình mình nha. Úc làm nước chấm của nó cả nhà ơi. Thêm cá nữa nè con. Thêm cá chiên chiên nữa rồi. Dùng thôi cả nhà ơi. Em ba ăn thêm chứ con ăn gì hết cái gì đó. Canh chua tép cả nhà ơi. Món mất to cả nhà quá trời. Tép ngon ghê cả nhà. Tép xong. Lên đèn lép, lên màu đẹp không cả nhà. À, Úc mà cả nhà ăn cay. Muỗng kia dữ vậy con. Trời ơi. Ăn cơm đũa bạn chứ cái muỗng kia dữ hả? Ơi, mẹ con ăn muỗng này nè. Đó, một cái nhà dùng nha. Tép mà cả nhà ơi, tép xong. Mắm me luôn. Có cơm gì bé. Ngọt quá cả nhà. Có một tâm chân bột cả nhà ơi. Con, ủa mẹ mới vớt ra mà con ăn rồi. Có cổng miệng giờ, đưa cái trái mẹ ra. Đó. Mẹ ở nhà chung gia đình mình nha. Đó, bữa cơm tối cả nhà ơi. Đơn giản cả nhà ơi. Quê mà có gì ăn đó thôi. Chiên xúc xích sốt nữa cả nhà ơi. Cái gì chiên. Chấm mà cả nhà ăn coi. Đúng không? Cá nữa kìa, cá hồng tâm chiên bột. Chấm mắm me cả nhà ơi. Rồi dùng thôi cả nhà ơi. Thì mưa cả nhà ơi, ngày nay mưa râm râm mưa riết à. Mưa có nắng. Rồi dùng thôi cả nhà ơi, đơn giản nha. Nóng coi mới mà. Nóng hổi Út ơi, tại con. Ăn cái da luôn mày cũng ngon, giòn giòn thôi. Rồi chấm mà cả nhà nè, nóng quá nha. Rồi vừa thổi vừa thổi vừa cắn nha, cắn ngọt lưỡi nha. Đó, chấm vô mở nhà. Nha nó dậy được chứ nó làm cành đào cả nhà ơi. Rồi dùng thôi cả nhà ơi.
ngày dùng quyết định mình nha. Đó, dùng hơi cả nhà ơi. Cái em trong chiên bột chấm mắm me cả nhà ơi. Thấm như là múc cơm đó con, đó nó con gấp đồ ăn. Có con chấm, cái muỗng múc cơm. Đó, cái này dùng cái đình mình nha. Múc khỏi được ăn nè. Cảm nhận được không? Nước, nước sốt của nó làm cả nhà. Cái gì là nước sốt của nó chấm à. Ngon, cảm nhận, ngon. Thấy ngon, rất ngon. À, rất là ngon. Mà rất là ngon. Ừ, cái canh vô cái này. Không xào đâu que đâu, đơn giản cái này. Rất bằng tép luôn rồi. Cái canh vô này. Rồi, dùng hơi cả nhà ơi. Trời đang mưa mà ăn chén cơm ngon quá. Trời đang mưa, mưa râm. Ngày mai mưa ghét cả nhà ơi. Mưa râm không? Đang có nắng. Nó giòn đơn quá vậy. Dùng hơi trong tâm có trứng trong cái nhà chiên ngon cái nhà ấy. Trứng chiên béo ngon. Rồi, tối qua ba mình ăn trước cả nhà ấy. Ba với con trai trước rồi. Đó, dùng hơi cả nhà ấy. Bởi nó mềm thôi con, bỏ bạn. Đấy rồi, đợi nhắm mà chưa? Đợi nóng. Đơn giản cả nhà. Xong nước, cỡ xong nước với cái măng cái ngày. Ăn với ngày nào ngán cá là hốc ha. Chấm vô. Rau chấm vô rồi, thức cơm Úc làm rồi. Ngon. Mỗi ngày nha. Ngon lành cành đào cả nhà ơi. Úc không vậy đó. Ăn cả nhà dùng nha. Tâm chiên bột không cả nhà ơi. Chỉ mấy tép nha. Ở kia cái ông Tòng á. Có trứng nó ngon rồi bộ hơn mới béo. Rồi dùng hơi cả nhà ơi. Rồi ba chén rồi hàng chơi rồi. Miếng nước hơi cơm. Nó canh không? Đó, ngon rồi nó một cái nhà Úc nó ba chén rồi không à. Rồi. Ba cũng vậy nè. Ừ, ba cũng chén thứ ba nè. Đó, ngon cả nhà ơi. Chén thứ ba nè. Thứ ba mới bớ rồi. Rồi, mình cũng mang bị cho hết quét thôi cả nhà ơi. Ngon lành cành đào quá nhà ơi. Tép quá trời tép, còn trong nồi nữa cả nhà ơi. Rồi, bị cho hết quét thôi cả nhà ơi. Rồi, mình ăn cúp xong cả nhà, mới bay cả nhà, hẹn cả nhà tiếp sau nha. Bye bye cả nhà con. Bye bye cả nhà, hẹn cả nhà tiếp sau nha. Nhà thêm biết bánh mình like, bánh mình kiếm hộ mình nữa cả nhà ơi. Bye cả nhà.